Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố cũng phải tăng cường quản lý, tránh đầu cơ thổi giá. Tại nhiều siêu thị đã tăng gấp đôi lượng hàng dự trữ tại các kho để cung ứng cho thị trường, giá bán không tăng, sức mua ổn định. Đối với khẩu trang, lượng hàng hóa đơn vị tích trữ đủ trong 4 tháng tiêu thụ. Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, giá bán vẫn bình ổn, sức mua không tăng đột biến.